Chào mừng các bạn đã đến với lovelyland.com. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về website tìm việc tại Latvia là website cv.lv. Đây là website cv.lv. Khi mà các bạn vào thì giao diện ngôn ngữ nó là tiếng Latvia. Ngôn ngữ nó tiếng Latvia mà chúng ta có thể sửa, nếu chúng ta biết Latvia chúng ta dùng ngôn ngữ này, còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta cài cái ứng dụng này đây ha, cái ứng dụng Google Trend ha, Google Trend ha. Đó, thì tại đây các bạn chọn dịch cho tiếng Việt, dịch cho tiếng Việt chúng ta để chúng ta đăng ký tạo tài khoản trên này và đăng ký nhận ứng tuyển. Thì bạn nhấp vào đây, bạn nhấp cái đăng ký ở đây ha, bạn nhấn vào nút đăng ký ở đây ha, đây có nút đăng ký đây này các bạn, bạn chọn Google ha, đó. Các bạn chọn Google ha. Đó, thì các bạn chọn email, các bạn chọn email nào cũng được hết ha. Đó. Đó, thì các bạn chọn email nhé ha. Đây tôi chọn email ha. Đó. Đó, email của tôi ha. Đó. Các bạn chọn email nhé ha. Đó, các bạn chọn email nào cũng được hết ha. Đó. Đó. Đó, thì sau khi mà các bạn chọn email xong rồi, các bạn đăng ký xong rồi ha, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo CV ha, chúng ta tạo CV nhé các bạn ha. Đây bạn nhắc cho đây CV của tôi ha. Đó, CV của tôi thì tại đây các bạn tiến hành, các bạn tạo sơ yếu lực, các bạn có thể tạo rất nhiều CV ha. Tôi tạo CV đầu tiên, tạo sơ yếu lực ha. Nhớ là cái phần mềm nó sẽ bằng tiếng Latvia, còn nếu bạn muốn sửa qua tiếng Việt thì các bạn phải cài thêm công cụ Google Fan này vô nữa các bạn ha. Đó, ví dụ bạn sẽ đặt tên cho các bạn, ví dụ như các bạn là bạn tên là Tuấn ha, Nguyễn Anh Tuấn đi, Tuấn là email của các bạn, số điện thoại của bạn số mấy ha, rồi ngày tháng năm sinh nơi cư trú ha. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm một ảnh đại diện, thêm một cái ảnh đại diện này các bạn nhớ này, các bạn lấy ảnh của các bạn nhé ha. Ảnh nào mà lịch sử xíu, mặc áo vest áo đồ lịch sử tiếng, nhưng mà ảnh của mình ha, để tôi làm demo cho các bạn coi thôi ha. Chúng ta xin việc thì chúng ta điền đầy đủ thông tin vô ha, tên ha, thông tin về kinh nghiệm làm việc của các bạn ha. Đó, bạn trước bạn làm công ty nào ha, ngày bắt đầu ngày bao nhiêu ha. Đó, rồi thêm mấy cái kinh nghiệm làm việc, thêm càng nhiều kinh nghiệm làm việc càng tốt. Trình độ học vấn của các bạn là trình độ học vấn là đại học hay là cao đẳng hay là cao hơn ha. À, đó, cao hơn ha. Đó. Đó, ha. Đó. Tên tổ chức là gì ha. Đó. Nếu mà các bạn không điền thì thôi ha. Đó. Không điền thì thôi ha. Còn các bạn muốn điền thì các bạn điền ha. Đó. 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 Bằng lái xe. À, các bạn có bằng lái xe, lái xe nào cũng bằng thêm vô ha, bằng lái xe ô tô thêm vô, ngôn ngữ các bạn giỏi về ngôn ngữ nào các bạn thêm vô đây ha, ngôn ngữ cái này nó bắt buộc rồi, một hai mười hai thêm vô ha. Thêm kỹ năng, ta có kỹ năng gì thêm vô, kỹ năng office nè ha, đó. Máy tính từ xa này ha, đó. Có kỹ năng gì thêm vô ha, thêm lời chúc vô ha. Đó, này tôi chưa có thêm đủ ha. Đó. Đó, thì đây là một số cái CV của chúng tôi ha, tôi chưa có thêm đủ CV. Thì các bạn sẽ thêm cho đủ những cái thông tin của mình vô ha các bạn ha. Thêm cho đủ hết những thông tin của mình vô. Đó. Thì tôi vừa mới chia sẻ về đó, đây là cái hồ sơ của tôi ha, thì tôi vừa mới chia sẻ về cái hồ sơ tạo cái CV như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tìm việc, ví dụ như chúng ta sẽ tìm việc ở Riga đi ha. Riga này có 2.200 việc, các bạn có thể tìm ra tìm coi rất là nhiều ngành nghề cho chúng ta lựa chọn ha. Đó, ví dụ như chúng ta chọn ngân hàng và bảo hiểm ha. Đó. Đó, công nghệ thông tin ha,
Đó thì các bạn nhấp vô các bạn tìm kiếm thôi ha. Các bạn nhấp vô nút tìm kiếm này. Đó, để cho phần mềm tìm kiếm chúng ta ha. Đó. Kỹ sư này ha. Kỹ sư này ha. Chuyên gia hoạt động lĩnh vực ngoại hối này, ha, nhà phát triển trước đây nha. Kỹ sư tin cậy cho trang web này, nhà phát triển trước. Đó. Rất là nhiều ngành nghề các bạn ha. Đó, nhà phát triển Java này ha. Phát triển phần mềm thì xin hạ tầng đó. Đó thì chúng ta sẽ chọn một cái nha, tôi sẽ thử các bạn cái ha. Đây bạn nhấp vô cái này, nhấp vào đây nha. Đó nhấp vào đây ha, nhấp vào đây thì nó sẽ hiện ra cái thông tin nội dung công việc ha. Thường công việc đây bằng tiếng Anh đó thì mức lương hàng tháng là 2.300 cho tới 6.000 euro một tháng, 2.300 sang 6.000 euro một tháng ha. 2.300 là bao nhiêu tiền đó, 30 60 triệu và 60 cho tới 90 triệu tháng đó các bạn ha. Đó, vị trí là nằm từ đây ha, mình ha, kỹ sư 60-90 triệu tháng ha. Chung ngành công nghệ thông tin qua bên này làm rất là tốt, 60-90 triệu tháng. Thông tin về công ty ha. À, công ty có nhiều thông tin website công ty ở đây ha. Đó thì chúng ta có thể xem cái thông tin công ty ở đây, nếu thấy cái công ty này nó phù hợp thì chúng ta nhấp lên áp dụng. Đó, ha. Đó thì chúng ta điền thông tin chúng ta vô đây ha. Đó. Đó thì các bạn có thể điền thông tin vô đây luôn ha. Đó, áp dụng ha. Đó còn công ty này nếu chúng ta thấy nó chưa phù hợp thì chúng ta có thể tìm, tôi tìm lại cho bạn ngành công nghệ thông tin này, chúng ta thử tìm ngành công ty khác các bạn ha. À, công ty về nhà phát triển cao cấp founder này, tài thanh toán này. Rồi chúng ta quay lại chọn lĩnh vực khác đi, gà ha, trung tâm thương mại mua bán giao hàng, mua sắm giao hàng hả, cửa hàng tại Latvia ha. Ở này cũng ngàn đấy, ngàn mốt đô la một tháng. À, thông tin cơ bản hay nhiệm vụ này, tổ chức cửa hàng kiểm soát này, phân loại hàng hóa kiểm soát là đối tượng nó có kiến thức về có kiến thức tốt về tiếng Latvia và tiếng Nga. Nói chung là các bạn muốn tìm việc tại Latvia thì các bạn phải biết tiếng Latvia thì dễ tìm việc ha, việc làm lâu dài ha. Nói chung là khoảng 1.000 tới 1.100 đô la tháng các bạn ha, trước thuế. Rồi à, thông tin cơ bản về công ty này ha, đây đó, đây website công ty ha. Đó, nếu chúng ta thấy công ty phù hợp thì chúng ta nộp đơn xin việc ha, điền vào đơn xin việc thêm CV chúng ta vào đây ha, CV này tạo ha, rồi các bạn nhấn nút gửi là xong, thì chờ chúng ta chờ họ gọi, chúng ta làm khoảng chục hai chục công ty như vậy ha, ta gửi hồ sơ chục hai chục công ty như vậy ha, thì chúng ta sẽ tìm được việc ha. Đó, vừa rồi tôi vừa mới chia sẻ các bạn về cách sử dụng và tạo hồ sơ cho cái trang cv.lv ha. À, chúc các bạn thành công trong công việc tìm việc tại Latvia ha. Việc làm tại Latvia thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều ha, đặc biệt là các cái trung tâm thành phố lớn ha. Đó, việc làm họ tuyển rất là nhiều, lương cũng khá là cao ha. Đó, hỗ trợ bán hàng ha. À, đó, lương cũng khá là cao ha, nhân viên bán hàng vô rất là tốt ha. Đó, thì các bạn cũng có thể tìm được rất là nhiều việc tại Latvia. À, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có nhu cầu muốn đầu tư hoặc muốn định cư, muốn kinh doanh, hoặc muốn tham gia vào đội ngũ nhân viên tư vấn bất động sản tại Latvia thì có thể liên hệ với chúng tôi qua website latviland.com. À, xin thân ái chào các bạn, chúc cho cộng đồng người Việt Nam và châu Âu ngày một phát triển thành công.